Chào các anh em, hôm nay tôi có gặp lại các anh ở bên dưới Bến Cát, Bình Dương và có giao phần quà của anh em cho các anh. Và xin các anh tự giới thiệu giùm em. Bảo trước thì bảo tôi có quý ông Bảo. Dạ vâng. Cho Trần Nguyễn Văn Hải. Tôi tên là Trần Văn Thành. Dạ, xin thay mặt các anh em tôi đã giao phần quà đến cho các em, cho các anh rồi. Và đồng thời nữa là coi như có lời chúc Tết cho các anh, và đồng thời là coi như là chúc các anh được bình an. Xin mời anh có lời đôi lời với các anh. Anh Di Đà Phật, tôi hôm nay tôi Nguyễn Văn Hải xin thay mặt cho tất cả các anh em cư Bình Vinh ở huyện Bến Cát được nhận cái một phần quà nghĩa là ưu ái của tất cả quý hội và tất cả các anh em ân nhân mà ở ngoài đất khách, tức là xa quê hương để trở về, nhưng một cái đó là đất khách, là người xa lạ, nhưng nhớ lại tất cả như các anh em còn đang người mù người tật trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì tôi trước thềm xuân năm mới chỉ còn có 10 ngày nữa là năm cũ đã trôi qua, năm mới là về 2016, tôi xin chân thành thành kính với lòng quý trọng và tôi tôn trọng nhiệt liệt để rồi cầu nguyện cho tất cả các anh em được ở ngoài, sống ngoài đất khách vạn sự như ý, tất cả được an khang thịnh vượng, sống ngoài đất khách để có một sức khỏe bình yên hưng thịnh cho đến hơi thở cuối cùng. Và chúc tất cả các anh em gia đình và tất cả những các thân bằng quý thuộc ở ngoài đất khách, những người có giúp tôi cũng cầu chúc, và những người không giúp tôi cũng vẫn cầu chúc được tất cả các anh em được hưởng một mùa xuân năm Bính Thân 2016 vạn sự như ý, phước lành. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, xin thay mặt anh em ở ngoài xin cảm ơn các anh.